Từ lúc mà tao đi công tác về á, tao thấy người yêu tao đối xử tốt với tao lắm. Mày có nghĩ tao đã tìm được tình yêu đích thực của đời tao không? Lúc mày đi công tác, anh ta lái xe này à? Ừ, có mỗi mình anh lái thôi. Anh ấy đến rồi kìa. Này, anh, em ra mua nước rồi em quay lại luôn. Đối xử tốt với My như vậy, chắc là vì trong lòng chột dạ lắm nhỉ? Tôi với My chiều cao tương đương nhau, nhưng khi tôi ngồi ghế phụ thì không thể duỗi chân được. Ai là người thay đổi ghế phụ? Hương nước hoa bình thường trên xe là hương hoa, nhưng bây giờ lại là hương gỗ. Anh chưa bao giờ mua cho My một cái túi nào đắt tiền như thế này cả. My ơi! Sao đấy ạ? Bạn của em đang vu khống anh kia kìa. Nếu như em muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta ấy, thì xóa liên lạc với cô ta đi. Em xóa rồi. Người thấy chưa? Người em xóa ấy, là anh đấy. Cái dây buộc tóc này là của anh. Bằng chứng đâu? Trong xe có camera mà, tâm nhớ xem lại nhé.